Vâng, hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em đã giới thiệu với các bác một mẫu cục đẩy nguồn xung class D hàng bãi xịn và đã được dùng qua tại Việt Nam với thời lượng đơn vị chỉ tính bằng tiếng thôi, không được tính bằng ngày. Đây là cục đẩy Alexis, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi. Model là ND1200, công suất là 1200W một kênh. Cục đẩy này là nguồn xung rất là nhẹ, nhưng thật ra nếu mà xách bằng một tay là cũng phải chú ý, không là nó rơi nó què chân luôn đấy các bác nhá. Con này trọng lượng khoảng tầm là 10 hay là 11 cân hay là khoảng 9 hay tầm 10 cân, khoảng tầm 10 cân. Em không nhớ chính xác là khoảng bao nhiêu cân, mà tay là nâu cũng không tập tạ nên là không biết là bao nhiêu cân. Đấy. Thì con này nó có một cái chức năng đặc biệt mà rất là nhiều anh em có thể bỏ qua. Đấy, then man nén tiếng. Đấy. Khi mà ví dụ như các bác đánh công suất lớn quá, cái đèn này thi thoảng nó chớp chớp, nó hơi nháy nháy là báo hiệu là điện nguồn không ổn định là thứ nhất nhá. Với thứ hai nữa là cái loa của các bác, một là có vấn đề, hai là loa quá là nặng, đấy nó mới hơi nháy nháy này. Còn thường thường các bác đánh full, đánh súp, cái đèn này để mà nó nháy hơi bị khó các bác nhé. Rồi thì bên cạnh này nó có công tắc nguồn này và tắt này. Cục đẩy này em bán hộ nhá, bán hộ nhá, bán hộ ông chú ông làm thành đám cưới, ông thành sự kiện này, ông có mua về ông đánh súp kép, súp neo, cái quả súp neo mà đặt lâu lắm rồi em có giới thiệu với các bác ấy. Đấy thì thấy về đánh khá là khỏe, nhưng mà bảo cũng có hai kênh, ông muốn mua con 4 kênh lại nguồn xung, thế là bắt đầu mua ngay con PHD của thôi không kể nữa. Thì bây giờ em sẽ mở máy ra cho các bác xem này, trong con máy này nó có gì nhé. Thôi để tiết kiệm thời gian chứ bạn kiểu ấy thì hơi lâu. Đấy, bây giờ em sẽ tháo hết ốc ở trên nóc ra. Đấy. Con đẩy này giá mong muốn hiện tại, nhưng bây giờ nói nhanh là giá mong muốn hiện tại là dưới 7 triệu đồng. Cụ thể là 6 triệu 800 nghìn đồng và bao ship cho các bác từ Bắc đến tận Nam. Các bác lấy hàng vui lòng cọc trước cho em 800 nghìn đồng. Đấy. Cọc trước có 800 nghìn đồng thôi, còn sau này các bác nhận hàng thì thanh toán nốt số tiền còn lại. Đấy. Đấy thôi. Cọc trước thì độc số nẻ thôi. Hiện tại con này đâu đó nó giá nó khoảng tầm là hơn 7 triệu, không nhớ là 7 triệu mấy. Nhưng mà trên 7 triệu là cái chắc. Thì đây là tháo ra cho các bác xem là bên trong của nó máy móc như nào, nguyên lý hoạt động ra làm sao thì sẽ quay qua cho các bác xem nhé. Vâng, đây là tất cả máy móc là nguyên trạng, nguyên hình, nguyên ảnh nha các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy là đây là cái phần hai mắt in công suất chính này, hai mạch công suất chính. Con này mạch TD, sử dụng sò thì ít, sò thì đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà công suất đầu ra của nó thì phải nhiều con đẩy ngưỡng mộ và ao ước đấy. Ngưỡng mộ và ao ước. Đây là cái phần lọc nguồn này, tụ lọc nguồn này, đấy, nhìn thấy chưa? À, rất là khủng đúng không? Đấy. Những cuộn lọc nhiễu, lọc nguồn, đấy. Đúng không? Đấy. Này, ui giời, cuộn dây nó to như, sụt ôi khiếp, nhìn cái ngón tay này. Đấy. Ui giời. Này nhìn cái lọc nguồn này, lọc nguồn, tụ lọc nguồn này, dây này, đấy. Chất lượng không? Nhìn trông đã thấy chất rồi đúng không? Đấy, máy này đây là tụ lọc nguồn chính này. Đấy. Đây là tụ đường, hình như đường công suất hay gì, chắc là đây là phần tụ lọc nguồn này. Đấy, còn sau này ra đây là đường công suất này. Đấy. Đây là có rắc nguồn này. Để xem này. Đây còn là D này, VVC cộng, VCC trừ này. Đủ các kiểu này. Này. Đấy. Con này là đẩy có hai kênh thôi mà nhìn máy trông khá là chất nhỉ. Đấy, tụ lọc nguồn đầu ra này. À, chắc đây cũng là tụ lọc nguồn phần sau hoặc là mũi kênh. Con này em đoán khả năng cao đây là nó chỉ có hai đường điện chính, đó là âm tức là GND và VCC cộng, không biết là bao nhiêu vôn. Thì em sẽ xem tụ và sẽ đoán dung lượng tụ. À, xem tụ xem đoán luôn. Đây là 1200 mi này, 160V. Con này điện áp sử dụng khoảng tầm là trung bình nhá, trung bình những con tụ là tụ 160 thì nó chỉ cấp nguồn là 80. Nếu mà khỏe nhất là chỉ đến 180V, hoặc nếu mà tụ mà ghi là 160 thì cấp nguồn cao nhất là 140V. Đấy. Là hết cỡ của nó. Trung bình đấy. Còn chính xác thì không biết làm sao được. Chính xác phải máy đo cơ, đồng hồ đo. Và đây phần main công suất của nó thì nó có bắt là 1 2 3 4 4 ốc để nhấc lên đấy. Đây thì là có, là các bác nhìn này,
kênh 2, kênh 2 VCC cộng về GND, GND là mát tiếp đất này, VCC cộng này, đấy là cấp nguồn dương này. Còn hai đường này khả năng cao là đường công suất của nó. Nó sẽ vào cuộn dây xong đánh Genoa. Đấy. Đây đường rắc Genoa này, kênh B, kênh A đây. Kênh A cũng vậy. À đây là âm dương của loa. Đấy, tức là một cái bo này em đoán khả năng một cái bo này nếu mà đây là chắc là chọc kênh rồi. Đánh dry chọc kênh rồi. Một cái bo này đánh chắc là chọc kênh rồi. Bo này là hai công suất, hai kênh công suất. Đấy. Khả năng cao thế. Đoán vậy thôi chứ đây nó ghi là set cộng 1, set cộng trừ này. CH1 cộng CH1 trừ này. Đấy. Khả năng đây là âm dương của cái kênh 1 đấy. Thì khả năng cao là thường thường những con đáy này thì nó sẽ khả năng cao là một cái bo này là hai kênh, nhưng đây đánh chập khẩu vào thì nó sẽ khỏe, nó rất là khỏe đấy. Thì đây mạch công suất là máy móc nó có như thế này rồi, nên các bác nào mua thì mua, không mua thì ngồi xem đấy, thế thôi. Thì đây là bán hộ thôi chứ không phải hàng của em, nên là các bác mà muốn đến tận nơi test thử thì ok, có hẳn mega xúc và test thử luôn cho bác, cả xúc cả full luôn. Con này hiện tại đánh full rất là khỏe, tiếng rất là hay nhá. Đây nó clip trừ 10 trừ 20 sinh nhan trừ 20 trừ 10 clip đấy, đèn báo. Và đây là công tắc nguồn, chế độ nguồn này. Phao đây là đóng sơn đen này, đèn đỏ mà sáng là máy chưa hoạt động được đấy. Và đây là đèn power nguồn, bật lên kênh A kênh B nó báo nguồn thì sẽ báo lên đây. Máy nó bẩn như bụi nhá, bụi bẩn như hình nhá đấy, đúng không ạ, bụi bẩn như hình nhá. Đấy, máy là sao là cứ quay vặn cho các bác xem. Đây nó có 1, 2, 3, 3 cục nguồn. Những cái này là cuộn dây băng xung tần số để tạo xung, cấp tạo xung mồi để cấp cho phần lọc nguồn, tụ nguồn, phần cục biến áp nguồn. Đấy, có tụ này, 3 con tụ. Đấy. Nhìn sò này, đây là sò này, sò nguồn nhá. Đúng không nhỉ, xong nguồn. Đấy, xem là xem có thể nhìn thấy được cái con diode nguồn đâu. Diode nguồn đâu nhỉ? Diode nguồn ơi. Này tụ nọc nguồn này, tụ nọc sau nguồn này. Chống hổ quang điện, chống ve này. Chưa tìm thấy con diode nguồn đâu cả. Hay này nó giấu đâu đó. Giấu đâu đó. Khả năng cao là giấu đâu đó. Đây phần cầu chì nguồn, các bạn nhìn cái cầu chì nó to quá, như cái cầu chì này. Đấy. Nó. Và đây là cái phần mạch tạo xung nguồn, nó nên gigahertz cơ. Đo bằng đồng hồ không lên được. Đấy. Và đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 con. Bên này nữa xem nào. Ui, tí đầu đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đúng nhỉ? Đúng rồi. 8 con. Nhưng lại có hai chân, đây là diode. Các bác ạ, ồ đây đi diode nguồn. Này, cứ con nào hai chân đi diode nhá. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8. 8 con diode nguồn. Cái một vế này diode này. Bên này là có, đây cũng có một con diode nữa này. Đây có một diode này. Đây là sò này. MOSFET này. 1 2 3 4 đấy, 5 6 6. Đấy, con này cũng có diode, bên này có hai con diode. Đấy. Khả năng đây là cái đường này là đường diode cấp đường ra này, cái này diode cấp đường vào hay gì đó thì biết đến đâu hiểu đến đấy. Kể các bác thế thôi. Đúng không ạ? Đấy. Thì đường ra đây, đây là đường ra này, đường ra thì là tụ là 160 này. Còn tụ vào thì là đây 450V 68mA hay là gì? Ừ đúng rồi. Đây rất nhiều, 450V 68mA. Thì con đẩy này nhá. Lúc mới khởi động lên ý thì là cấp nguồn của nó sẽ tiêu thụ khá điện, tiêu thụ bằng con cục đẩy bình thường. Nhưng nếu mà các bác mà đang hoạt động, mới hoạt động công suất vừa phải, công suất gọi là đánh trung bình, đánh gọi là sáng được hai cái đèn đi nha, sáng được hai cái đèn, phải sáng được cái đèn âm 10 mới âm 20, chưa báo đến đèn sinh nhan nhá, thì máy tiêu thụ nó chỉ bằng cái âm ni gia đình thôi. Còn khi mà các bác đủ tải để sáng được cái đèn sinh nhan này nhé, công suất tiêu thụ nó chỉ bằng một con cục đẩy tầm 32 sò đấy. Còn thường thường con đẩy 1.000W một kênh này, nếu mà nguồn xung nhá, không phải nguồn xung nhá, nguồn biến thế nhá, khi các bác mà đánh đủ tải mà sáng được cái đèn sinh nhan bất cứ con đẩy nào ấy, thì lúc ý cái tiêu thụ của nó bằng con đẩy bình thường, nó bằng con đẩy ví dụ 32 sò hết công suất,
Còn nếu mà con này đủ mà tiêu thụ mà hết tất cả công suất ý, thì nó tiêu thụ với mức công suất em đoán khoảng tầm là trên 2.400W, trên 2.400W, bởi vì 1.200W đây là đường ra một kênh và tiêu thụ thì bao giờ cũng khá là lớn hơn công suất nha. Đấy, con này hai cái là auto vôn, tức là từ 100V đến 240V hoạt động được hết đấy, và con này được cái hiệu quả rất là cao nhá. Tức là khi mà các bác ở vùng điện yếu, các bác sử dụng con đẩy này, nó không sụt nguồn những cái dòng biến áp. Đấy, không sụt nguồn những cái dòng biến áp. Những cái dòng đẩy mà dùng biến áp mà chỗ nào điện yếu là đánh cái bóng đèn cứ phập phù ấy. Nhưng loại này đánh thì loại không như thế. Đấy, loại hai cái là không như thế. Nó sẽ dồn hết tất cả năng lượng vào tụ. Đấy, cho vào tụ. Tụ nọc nguồn chính, tức là tụ nguồn trước và tụ nguồn sau. Đó. Thì cho máy con hoạt động đến mà mức công suất trung bình hoặc công suất tối đa ấy. Khi mà các bác đánh đủ mà đánh hết công suất ấy, thì bắt đầu bóng đèn, ví dụ chỗ đó mà điện yếu thì nó gọi là hơi hơi nháy bằng con đẩy 32 sò. Còn nếu mà các bác mà sử dụng trong cái môi trường mà điện áp mà ổn định ấy, không phải nghĩ luôn, miễn là cứ bảo quản thật là tốt thì không làm sao. Đấy, đánh rất là bền luôn, máy cực khỏe, đánh cực bền. Con này khuyên thủng các bác là các bác đánh tại 4 ôm. Đấy, nếu mà xúc kép thì con này đập tan xúc kép. Đập tan xúc kép. Nếu mà xúc đơn thì đánh nòi noa xúc đơn là chuyện quá bình thường. Nếu mà cái loại xúc vớ va vặt. Phù hợp nhất với con đẩy này là chuyên đánh dòng non neo. Thì hiệu quả cao nhất đó là đẩy nguồn biến thế thì đánh loa từ thường. Đẩy nguồn xung, nguồn class D, đẩy nhẹ đánh loa nhẹ, đẩy nặng đánh loa nặng. Đúng không ạ? Nặng đây là về công suất, nặng đây đó là về trọng lượng. Thì như con đẩy này đẩy thuộc dạng nguồn xung, nếu mà công suất các bác ước tính 1.200W, nếu mà đánh gọi là nguồn thường thì nó phải nặng tầm trên 32 cân là trung bình. 1.200W một kênh 8 ôm. Con này 4 ôm thì em chưa tìm được, chưa tìm được thông số của nhà máy, không biết là họ giấu ở đâu hay là hết hàng ra rồi, hàng dừng sản xuất rồi hay là không công bố nữa thì không biết được. Nhưng đây đảm bảo với các bác là xịn và rất nhiều anh em cùng bán thôi. Thì video này khá là dài và cực kỳ liên thuyên nên là các bác nào chưa hiểu thì vui lòng xem kỹ để biết thêm thông tin về sản phẩm. Cũng như các bác có thể xem qua một vài video tương tự có trên YouTube khá là nhiều các bác cùng bán, cùng quay, cùng giới thiệu và nhiều các bác cùng xem. Đó, thì biết đến đâu kể đến đấy nhá, không không phải là bốc chém gió gì đâu. Nên là biết đến đâu kể đến đấy, nói thật đấy, không phải nói đùa đâu. Đây, rồi ok. Thì con đẩy này hiện tại bên cửa hàng em đang chào bán và đây là bán hộ. Lưu ý là bán hộ sẽ nhận đặt cọc trước khi gửi hàng và được test hàng sau khi bên giao hàng. Trong một số trường hợp ví dụ như gửi xe ấy, thì khả năng cao là các bác khó để mà test hàng, khó. Đấy, giao xe thì làm gì có nhà xe, làm gì có điện mà làm gì có loa, đúng không? Nên là các bác nhận hàng và về test đảm bảo ok. Đấy, thì video test thì sẽ làm trong video sau, nhưng còn video hôm nay là sẽ quay và review cũng là giới thiệu và lần nữa là sẽ dùng máy xì hơi để xì sạch những tất cả bụi bẩn trong đây đi, tức là vệ sinh qua cho các bác. Thì hiện tại là cục đẩy này em đang nói thật là với các bác là đang bán hộ, tức là đây là hàng coi như hàng mượn mang về. Đấy, mang về mượn đây để quay cho các bác xem, các bác nào thích mình liên hệ thì sẽ được em hướng dẫn về đặt hàng. Giá là 6.800.000 bao ship từ Bắc vào trong Nam, và các bác lấy hàng thì em sẽ đóng gói cho các bác đầy đủ. Đấy, đóng gói đầy đủ, có dây nguồn này. Đấy, có dây nguồn đi theo nha, và tặng theo các bác hai cái răng noa, hai cái răng noa đấy là em không biết là nãy được bao nhiêu. Hai cái răng noa răng cắm Neutrik thì trị giá hai cái là 100.000 rồi. Quà tặng theo cho các bác. Đấy, cắm vào hai cửa này. Đó. Đây là máy móc nó có như này thôi, cổng cắm nguồn thì đây cắm như này vào nhá. Cắm vào nhá, đúng theo chiều nhá. Đấy. Rồi vâng. Đấy, thế là khóa rồi ok. Đấy, rút ra thì các bác phải kéo chốt này ra xong rồi xoay rút nó mới ra đấy. Không phải là cứ thích là cắm vào, cứ thích là rút ra nhưng kiểu bình thường đâu, cắm vào nó còn xoay nữa cơ. Cái này hỗ trợ đường vào là cả rắc calon lẫn rắc 6D này, trong là 6D ngoài là calon này, và ninh đường ra đây là chỉ có đường calon đây. Đấy, đây là còn chế độ báo clip nhá, là có 1V này. À, đây là âm lượng báo, âm lượng đầu vào, đây là điều khiển âm lượng đầu vào. 32 là âm lượng rất là lớn, 26 là âm lượng vừa phải, và 1 là âm lượng bé. Các bác cắm tín hiệu từ điện thoại vào đây đánh ra loa được. Các bác gạt về 1
Còn nếu mà các bác để 26 hoặc là 32 thì nó sẽ rất là bé. Đấy. Thì đây là điều khiển khống chế âm lượng tín hiệu đầu vào. Đấy. Rồi, ok. Thì chắc là test trong video sau, nhưng còn tí gọi là cắm điện cho nó máy nó quay thử cho bác xem thôi. Đấy. Nha. Thì máy này em biết đến đâu em kể đến đấy. Thì nhìn chỗ cũng chả có gì đâu. Này. Cổng này là cổng đừng cấp hay là điều khiển gì đó, nó tạo xung này là từ biến thế ra này. Đấy. Và đây là cái dây cấp tín hiệu này. Đấy. Và đằng sau đây sau con đẩy này, sau sau bo công suất này có hai cửa ra loa này. Một cửa điện dương và một cửa gần AD này. Đấy. Và một cầu chì. Cầu chì này cấp nguồn cho điện dương này. Đấy. Cầu chì này mà đứt thì chỉ có rút ra cắm cầu chì khác vào, thường thường là vậy. Đấy. Máy thiết kế rất an toàn rồi. Có một cầu chì nguồn và hai cầu chì đường công suất. Đấy, đảm bảo rất an toàn cho các bác. Những con đẩy hàng thương hiệu, hàng cao cấp thì nó phải làm kỹ như thế này. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Các bác xem tham khảo nhá. Đây là đẩy xịn nhá, không phải là đẩy vớ va vẩn đâu, đây là bán hộ nhá. Gạch đá ném thì cũng vừa thôi. Thì biết đến đâu kể đấy mà. Mà hàng này này có rất nhiều anh em bán rồi nên là em tự tin đảm bảo các bác là đây hàng xịn và hàng của bác nào đã từng bán rồi thì nhìn cái biết ngay đúng không ạ? Rồi ok, hẹn clip lần sau sẽ test thử đầy đủ cho các bác nhé. Rồi em xin chào các bác đây, hết hơi rồi. Đây nha, các bác nha. Công tắc nguồn đã bật rồi nha. Volume này, các bác nhìn đèn này. Nhìn mấy cái đèn nhá. Bật công tắc nguồn này. Đấy. Máy lên. Đấy, có tiếng rồi ấy. Các bác nghe thấy tiếng tép không? Hiện tại đang đánh ở mấy cuộn dây này. Đấy, và đèn sinh nhan này. Đấy. À, hóa ra đây nó nháy từ giữa sang hai bên. Em lại nhớ nhầm là nháy từ hai bên vào giữa. Đấy. Công tắc báo kênh A, kênh B. Máy hoạt động ổn định. Đấy, bây giờ chỉ có đóng loa vào và đánh the thôi. Và khi con này hoạt động công suất đã nóng lên rồi nha. Bốn cái quạt kia nó quay hết cỡ luôn. Mạt lắm. Mạt cực kỳ luôn. Khi bốn cái quạt bên qua nó thổi cho họ đi. Không biết như thế nào. Các bác nghe tiếng nhé. Đây là không có tải thì nó tiêu thụ gần như bằng không. Khi mà có tải đủ tải, đủ tải thì con này gọi là hơi hơi ấm thôi thì còn đánh rất là khỏe. Đánh tất cả các loại súp, súp đơn, súp kép, phun đôi, phun đơn, đánh đủ thể loại luôn. Đấy. Siêu súp cỡ nào đánh được hết. Đấy, ok. 1.000W một kênh tải 8 ohm, 4 ohm thì chắc nó lên khoảng tầm 2.000W một kênh. Không được 2.400 nhưng mà khoảng tầm 2.000W một kênh tải 4 ohm thì em nghĩ là các loại loa vớ va vẩn đừng kể nữa, thôi tốt nhất đừng kể nữa. Nói thật các bác thế. Rồi, ok, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đây, nhạc nó đang đánh này. Đang đánh đây ạ, Modern Martina, bài nhạc này tiếng rất là hay này. Đó. Thì em sẽ tạm dừng nhạc nhé. Đèn không nháy nữa này. Đấy, đèn lại nháy. Ok, tắt đi nhá. Đấy, tắt đi. Ở đây nó có bóng đèn này. Đấy, bật lên nhá. Đấy, bóng đèn sáng. Đèn đây là nó sẽ cấp nguồn. Đấy. Đây mới có một kênh này. Đấy, chờ một lúc nó mà đóng nè. Con này máy để đâu hơi ẩm tí. Tắt đi này. Đấy, đèn then nó sáng. Bật lên này. Đấy, lại đóng. Rồi, ok. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại dưới phần mô tả nhé. Năm nay em sẽ vệ sinh thật là sạch sẽ và sấy cho máy nó bay hết tất cả các bụi bẩn đi. Ẩm ướt là sẽ bay hết đi. Đấy, và sau sẽ test thử cho các bác trong video lần sau. Bây giờ thì tạm biệt các bác đã.